chào cô chú. Con là Bối Bối, mèo anh lông ngắn Piccolor. Mới có 4 tháng tuổi, nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Xin chào cô chú, cho tên là Dodo, mèo anh lông ngắn Lilac Golden, mã CI11. Năm nay con 1 tuổi. Trời con ơi. Anh ơi anh à, anh bắt bùa gì mà lại làm em yêu vậy? Hello gia đình mình. Dạ con tên là Sushi, năm nay con gần 5 tuổi. Con là bút đồ thuần chủng nha. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Meo Meo. Con là anh lông dài và con năm nay được 1 năm 4 tháng tuổi. Anh yêu em cực, yêu em cực. Rồi hello, xin chào tất cả mọi người. Con tên là Coco, năm nay con 2 tuổi. Con là con gái, giống là mèo anh lông ngắn. Và lời nói đầu tiên, MC Nam Khánh xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị khán giả của S Channel đang đến với Miss Pet S Channel, Hoa hậu thú cưng. Mọi người cũng đã được gặp gỡ 5 thí sinh rất là tiềm năng ngày hôm nay. Và sau đó là xin giới thiệu một cái thành phần rất là quan trọng, thành phần ban giám khảo à. Tuy ban giám khảo chúng tôi là đến từ hôm nay về, nhưng mà chương trình hứa là sẽ không có con mèo nào bị làm lẩu trong chương trình ngày hôm nay. Dạ dạ vâng, mọi người cũng đã gặp gỡ những thí sinh rồi, có những cái vẻ ngoài rất là mỹ miều, những cá tính rất là dễ thương. Nhưng mà để tiếp tục trang bị những thí sinh này để sẵn sàng đến với cuộc thi Miss Pet S Channel, chúng tôi ban tổ chức sẽ đi mua cho các bạn những bộ sim y thật là lồng lộn, thật là lồng lẫy để bước đến cuộc thi. Và chúng tôi sẽ sử dụng phương tiện gì để đi mua đồ à? Gojek đó mọi người thấy không, tay xách nách mang nè, lúc con rồi lúc đồ tùm lum tùm la nè, mà phải mang cái trọng trách là đi mua đồ cho mấy bà ở nhà. Rồi thôi bây giờ hên á, là nãy đặt Gojek rồi, xe đang tới à. Ý hình như mấy tài tới rồi. Ui tài. Trời Sài Gòn dạo này á, mặc dù là ha, gọi là cuối năm Noel rồi nhưng mà vẫn rất là nắng nóng, nên là bây giờ buổi trưa đi một cái chiếc go-kart là hợp lý nhất, rất là mát mẻ luôn, đặt xe một cái bác tài tới liền. Nè mà đã vậy là còn được là đó, cho Hoàng Thượng ngồi chung nữa nè mọi người. À, đáng ra là tính dắt nguyên bầy kia theo luôn, mà nguyên bầy kia là đông quá. Đã vậy mà ai nhà nào mà có con mà mập mập nó bự bự giống như là nhà bà bé Sushi của con Nhi á, thì đặt một cái chiếc go-kart XL là càng hợp lý nữa. Tại vì sao? Cái không gian rất là rộng rãi, không khí rất là thoáng mát. Đã vậy bác tài cũng rất là dễ thương đó mọi người, bác tài cũng rất là hỗ trợ mình là cho phép chở bé theo. Nhớ là gọi điện hỏi xin bác tài trước nha, mình lịch sự nha. Tại vì hả, nói chung là hả, mèo mà mọi người, chó mèo mà lông nó tùm lum tùm la, nên là mình lịch sự, mình gọi điện mình xin trước chút, mình đâu có hại ai đâu đúng không? Bây giờ là đang trên đường rồi, gần tới rồi, mọi người hãy cùng mình tới một cái địa điểm để mua sắm những cái sim y nè, những cái phụ kiện nè thật là đẹp đẽ để giúp cho các thí sinh chúng ta chuẩn bị có một cái màn thể hiện đẹp nhất ở trong Miss Pet S Channel nha mọi người. Tới rồi à, thấy được mua đồ rồi con ơi, đi mua đồ cho các bạn thôi. Rồi mua xong đồ cho mấy hoàng thượng rồi nha mọi người. Bây giờ là hả đi về, nhưng mà hả đang ngay cái giờ cao điểm hơi kẹt xe, nên là sao để tôi bút một chiếc GoRide nha. Mà đã vậy nha, bút GoRide á, ngay những cái lúc mà kẹt xe vậy nè thì mình thấy là đi nhanh hơn rất là nhiều. Đã vậy mấy anh cũng chạy rất là cẩn thận, là chở mấy con mình cũng rất an tâm. Rồi bút một chiếc GoRide nha. Thôi mọi người, xe sắp tới rồi. Dạ rồi, ok tới rồi. Em cảm ơn anh nha. Bởi mọi người hãy kẹt xe là phải đi hả GoRide cho nó lẹ. Cảm ơn anh nhiều nha. Chạy an toàn nữa, năm sau. Cảm ơn Gojek đã đưa đi đến nơi, đưa về đến chốn. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng thay đồ và bước vào phần thi đầu tiên. Vòng thi đầu tiên, chạy đua đến chủ. 1, 2, 3. Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng, chân của tao quá dẻo khi Nike của tao đang phóng. Help me. Kết quả vòng đầu tiên, xin mời giám khảo. Là cũng vậy, là cũng con này đó. À. Tính
về cái tốc độ chạy không nhanh nhất em thấy là con Coco. Nó chạy ra khỏi đường đua một cách kiểu cứu tao. Tôi đặc biệt là cảnh cáo phụ huynh của thí sinh Mel là không có chơi cái trò đẩy con như trượt nước. Ừ, không được quăng con như vậy. Không có quăng con để cháu nó tự đi, hiểu không? Đến vòng 2 hy vọng là các thí sinh sẽ tiếp tục phát huy những cái sức mạnh tiềm tàng của mình. Và chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai, thử thách ngất xỉu, để xem coi là những hoàng thượng sẽ react như thế nào khi những con sen của mình lăn ra xỉu cái đùm. Cái này thì ban giám khảo sẽ chấm điểm mỗi thí sinh từ 1 tới 5. Cứ thấy cái phần react nào mà mình cho là vui nhộn, thích hợp với tinh thần của chương trình là mình cho điểm. Rồi, ok nha. Chúng ta cùng đến với thí sinh đầu tiên. Thí sinh Coco đến từ quận 7. Được chưa? 1 2 3. Rồi đó bạn ơi. Cho nó ăn ba tê, cho nó uống sữa, cho ăn gel dinh dưỡng, mặc đồ đẹp mỗi ngày 7 ngày không giáp bộ nào má nó xỉu, nó chui, nó trốn. Trời ơi, thí sinh này có một cái hành động rất là quyết đoán luôn. Không hề suy nghĩ. Đó đến cái giá cao cái tinh thần quyết đoán của thí sinh này, hiểu không? Bé rất năng động, hoạt động thể chất tốt, dai, ngon. Bé này chắc chắn là một bé có chính kiến riêng. Là lúc mà chị bồng là để mang chính kiến trong đầu là thả xuống là chạy, thả xuống là chạy, thả xuống là chạy thiệt. Ok, xin mời điểm từ phía ban giám khảo. 2, 3. Wow, 2 điểm, 4 điểm, 4 điểm, tổng cộng là 10 điểm. Nói chung là chị cũng nói rồi, nếu mà cô đợt này đi thi mà về mà hẹn chót thì chị thông thả nó ở văn phòng luôn, ai nuôi nuôi. Bên này là đòi lấy thì làm lẩu rồi nè. Rồi, thí sinh Đô Đô. Nó đù lên, nó đù lên kìa trời. Tay nhớ. Rồi nó đi xa lắm rồi. Hư đuốc. Hư đuốc mà mày lại chết tao. Xin mời ban giám khảo đưa nhận xét à. Tôi không đánh giá cao thí sinh này. Thứ nhất là phản xạ rất là chậm chạp. Mặc kệ tao đi đường tao, mày nằm kệ cha mày. Mặc dù cha nó lên tiếng kêu kêu nhưng nó vẫn đi. Còn đối với em, Dodo là một con rất là sĩ diện. Trước khi bỏ đi là có để lại đồ nữa. Như chia tay là trả quà luôn. Tôi không cần. Chị đánh giá là bạn này là bạn có nội tâm rất là đa chiều, đúng không? Mặc dù bạn có quay lại nhìn chủ của bạn đó, nhưng bạn quyết định là bạn phủi lông, lại hơi dơ hay là sao đó, là bạn rũ bỏ qua quyết định mức lên. Cho nên là cũng khá là đa dạng trong nội tâm. Chị đánh giá cao điều này. Xin mời điểm từ phía ban giám khảo. 2, 3. 4 điểm rưỡi, 2 điểm, 4 điểm, chúng ta có 10 điểm rưỡi cho Dodo. Cảm ơn bạn giám khảo nha. 1, 2, 3, BOOM. Dãy lên như vậy, bớt đi, bớt đi. Hả? Nó đuổi chị Giang. Nó đuổi chị Giang. Ai, tối nay mày ra ngoài toilet ngủ nha, nghe chưa? Rồi, kết thúc vào đây. Rồi, xin mời điểm từ phía giám khảo. 1, 2, 3. Một số điểm tuyệt đối đến từ giám khảo cuối. Chúng ta có 3, 4, 5. Tổng số điểm là 12 điểm, tạm thời dẫn đầu. Yeah. Đối với tôi rất thích thí sinh này. Có một cái tư duy rất hiện đại, một cái tư duy rất là tàn nhẫn trong cuộc sống. Thấy chủ mình chết, mình sẵn sàng, mình ngửi tất cả mọi người. Mình tìm kiếm một cái hướng đi mới, thậm chí một người chủ mới. Còn riêng tôi thì tôi cho 4 điểm là tại vì tôi cũng đánh giá cao về cái lòng nhân ái của thí sinh. Thì thấy là thí sinh này đúng là không có lòng nhân ái gì hết trơn á. Là không có. Còn mình cho 3 điểm đơn giản là tại nó không mến liếm mình thôi à. Nên trừ 2 điểm. 1, 2, 3. Dãy dãy lên thằng ơi. Cút tao rồi. 3, 5 điểm. 5 điểm rưỡi. Ôi, 5 điểm rưỡi luôn. Điều gì đã khơi gợi cái lòng trắc ẩn của em cho 5 điểm vậy? Một sự thông minh, xa lánh những cái thế lực xấu xí như thế này. Còn em cho 5 điểm là tại vì bé nó đẹp nha chị. Bé nó thể hiện cái sự đẹp của nó làm mẹ nó xỉu. Rồi, tổng điểm 13 điểm rưỡi, chúc mừng mỗi bốn. Rồi, xin mời thí sinh cuối cùng. Xỉu nha. 1, 2, 3, đúng. Rồi nó nằm luôn, wow. Ghê luôn. Hả? Không mà đẹp quá. Ê, tao xỉu rồi. Ê, con phải ngứng đi. 1 hour later. Tên mày đó. Rồi thôi, xin mời điểm số từ các em khảo nha.
Wow. Wow. 11 điểm rưỡi, xin mời ban giám khảo hãy giải thích cái số điểm này của mình à. Nói chung cái dạng đó nó cũng cả ngày thì nó cũng vậy thôi. Nhưng đường cái nó cũng có một cái chút gì đó tình cảm, nó còn nhích nhích vô, nó mới chạy vô khác vậy cũng đền. Cái sự mà nhích vô nhẹ nhẹ là cái sự đang sợ nhưng mà vẫn ở bên chủ của mình. Tôi đánh giá cao cái sự nhích nhẹ đó. Một cái nhích rất tinh tế. Đúng. Tôi là tôi cho 4 điểm rưỡi là tôi muốn ủng hộ cộng đồng những người hướng nội á mọi người. Rồi, rất là cảm ơn giám khảo. Rồi, cảm ơn ban giám khảo à. Và sau hai vòng thi, chúng ta đã tìm được top 2 của Miss Best X Channel, chính là Sushi và Bối Bối. Chúng ta cùng đến với vòng chung kết. Vòng thi chung kết xin được phép bắt đầu với câu hỏi ứng xử. Tại sao con bạn xứng đáng trở thành Miss Best X Channel? Thì nói chung là mọi người cũng thấy được cái sự linh hoạt của con bé rồi. Thì Miss Best tại sao là mình là một cái người mang tới cái năng lượng tích cực đúng không? Phải người chứ đâu có... À... là phải là cái động vật mang tới năng lượng tích cực đúng không? Chứ đâu có nằm mà cứ phè phỡn như mấy cái con này được. Đây, em diễn diễn nhẹ một vài những cái chiêu thức của con bé nha. Đừng lắc đầu, đứng lên. Ê, đứng lên đi. À. À, đứng đứng xong xoay một vòng nữa. Rồi quay vòng đi. Bình tĩnh, con này được thắng đâu. Thôi được rồi, được rồi. Chúng tôi xin phép confirm với lại những khán giả đang xem chương trình là Sushi có khả năng làm được điều đó nha mọi người. Chỉ là lên máy quay thì em bị áp lực thôi. Rồi, thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình nhưng mà lại bước vào được vòng chung kết ứng xử. Thì tại sao Bối Bối xứng đáng trở thành Miss Best X Channel? Đầu tiên em nó là giống cái. Mọi người biết không, em nó mà đăng quay một cái là kiểu đại diện những cái sự nữ quyền. Nữ quyền lên ngôi. Đó, và ngoài ra em nó còn là cái mầm non nhỏ nhất. Thì nó lên thì nó giống như là một mầm non tương lai sáng. Em nó còn có một cái vẻ đẹp. Vẻ đẹp tiềm mẫn không chỉ thu hút loài mèo mà thu hút cả loài chó, đặc biệt là Sushi đây. Rất ghiền bé. Em nó có một cái tài năng là làm model chụp hình. Chỉ cần để em nó vào một cái góc quay là em nó sẽ tự động pose dáng. Bỏ xuống làm liền. Bỏ xuống bầu dáng liền. Đó. 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 Đừng đi, đừng đi, đừng đi. Đừng đi. Đó là cái giám khảo. Rồi. Rồi đi luôn rồi. Rất là cảm ơn top 2. Rất là xuất sắc, rất là dễ thương, hay rất là tài năng. Rồi bây giờ là nhận xét sơ lược về cái top 2 thì mọi người cảm thấy như thế nào? Rồi không biết là vô tình hay là cố ý nhưng mà hai đại diện cuối cùng của cuộc thi này là hai giống khác nhau. Đấy, một bên là chó và một bên là mèo đúng không? Quá là đau đầu luôn. Bạn nào cũng có những cái ưu điểm riêng. Còn mình thấy là Sushi bị hơi tăng động. Và với cương vị mình nghĩ thôi, nếu mà để làm Miss Best thì phải là một người có khả năng alo, một bé có khả năng làm hình ảnh đại diện. Thì một bé tăng động như thì rất là khó để chụp hình rồi quảng cáo rồi này kia. Tôi nghĩ là chắc bé nhỏ nhỏ này dễ thương là được. Bây giờ mọi người ghi lên giùm cho ban tổ chức nhìn thấy nha. Theo mọi người là cái kết quả là ai. Và sau đây Nam Khánh xin phép được công bố kết quả của Miss Pet S Channel với 67% lượt bình chọn từ phía ban giám khảo, cũng như là 2/3 đó. Xin phép được chúc mừng Miss Pet S Channel gọi tên Tăng Sushi. Bắt tay. Rồi, chúc mừng Tăng Sushi được một hộp pate tươi. Rồi, chúc mừng Sushi nha con, được nhận một hộp pate tươi nha. Đây là phải trao vương miện đúng không? Là năm sau là con sẽ ngồi vô cái vị trí này. Thành chị là Miss Best X Channel năm mới. Kiểu là ở nhà có sẵn cái vương miện đội vậy thôi. Chứ mùa này mùa đầu tiên nha mọi người. Và vừa rồi chính là Miss Best X Channel Hoa hậu thú cưng với sự đăng quang của Đường Sushi. Rất là cảm ơn các thí sinh hôm nay đã tham dự. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Theo mọi người là thú cưng nào, em bé nào, hoàng thượng nào là đẹp nhất, dễ thương nhất đêm nay thì mọi người hãy comment phía bên dưới nha. Video này là kết thúc rồi. Nhớ like, subscribe X Channel và bye bye. Hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye.